chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Thì cái câu chuyện là như thế này, các vị cũng biết á, là vào tháng 8 đó thì sẽ có một cái buổi họp ở tại Nam Phi do cái tổ chức kinh tế là tên cái BRICS, qua năm quốc gia dẫn đầu, trong đó mình phải nói là Brazil, Nga, cô chú anh chị em, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Thì chúng ta biết đây là những cái quốc gia mà ở trong một cái tổ chức kinh tế. Thì họ sẽ có một cái buổi họp về với cái tình hình kinh tế cả toàn cầu đang suy yếu, và những cái tổ chức này họ phải liên minh như thế nào để thúc đẩy cái nền kinh tế để lên cho nó có thể nó là ok. Tiếc thay thì ông Putin đã không đến được. Vì cái lý do ông không đến được thì là bởi vì Nam Phi đã ban lệnh truy nã, mà Nguyên đã cập nhật là Nam Phi đã quay lưng lại với Putin. Thì cái điều này là một cái nhục nhã rất là lớn các quý vị. Nó phải là một cái nhục như con cá nục. Nguyên không biết là không biết con cá nhục, con cá nục nó như thế nào, nhưng mà Nguyên nghĩ là Putin nhục lắm. Vì thực tế bây giờ Putin không đi đâu được. Putin bị trói buộc ở tại thủ đô, và Nguyên nói là Putin cũng không dám đủ can đảm đi đến Nam Phi. Vì không biết là Nam Phi có bắt hay không, thì lúc đó cuộc đời Putin là xong rồi. Khi tòa án quốc tế đã ban lệnh truy nã, có nghĩa là 123 quốc gia, Putin không được quyền đặt chân đến. Nếu Putin đến những 123 quốc gia này là tấm gọn Putin liền, tấm cổ gửi đến tòa án quốc tế ở tại Hòa Lan liền. Ở tại Hòa Lan liền là xử liền ngay lập tức. Và hiện bây giờ người ta đang chờ đợi bắt Putin. Thì cái điều mà Nam Phi đã quay lưng và đã từ chối với Putin, và Putin đã không thể đến Nam Phi được, nên là Putin phải đại diện cho một người khác, đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì cái điều này thì người ta mới hỏi Putin rằng là tại sao? Tại sao chuyện đó có thể xảy ra cho một vị tổng thống vĩ đại như vậy? Thì phía bên chính phủ của Nga đã nói rằng là tất cả đây đều là do Mỹ. Tất cả là do Mỹ. Mỹ là kẻ thủ phạm. Mỹ là đưa ra những sự áp lực, uy hiếp Nam Phi. Và Nam Phi bắt buộc phải từ chối cái sự hiện diện của Putin, mà phải tuân theo tòa án quốc tế. Mỹ các thứ vậy. Mỹ, tất cả là do Mỹ. Cái câu này chúng ta rất là quen thuộc đúng không? Tất cả là do Mỹ hết. Tất cả là do Mỹ. Thực tế thì nó không phải là do Mỹ các quý vị. Thực tế nó không phải là do Mỹ. Nó do sức mạnh của đồng tiền. Nó do vì Nam Phi đã biết sắp sửa tới đây sẽ có một cái số tiền khổng lồ nó sẽ trội vào mặt. Và ông Tổng thống Nam Phi không đỡ nổi. Thực tế mà tiền trội vào mặt không ai đỡ hết. Người ta chỉ có đưa tay người ta welcome thôi. Người đưa tay người ta hứng thôi chứ không ai đỡ hết. Nếu là sắp sửa tới đây thì ông biết là Nam Phi sẽ được một sự gói trợ cấp rất là lớn ở tại Nam Phi, để cái tình hình về khí hậu, về vấn đề lương thực nó đang khủng hoảng ở tại Nam Phi, và đặc biệt là phía bên châu Âu và Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, G7 sẽ đưa ra một cái gói trợ cấp khổng lồ. Nên là bởi vì cái gói trợ cấp trong tương lai mà ông không thể nào không tuân theo tòa án của quốc tế. Nếu ông không bắt Putin thì sắp tới đây cái gói trợ cấp, cái phần của ổng sẽ không có. Đặc biệt là Nam Phi là cái quốc gia được cái sự trợ giúp nhiều nhất. Chứ chẳng có ông Mỹ, ông nào hết. Không có ông Joe Biden hay là ông Tổng thống hay là một nhà lãnh tụ nào cả. Đây là ông đô la và ông euro. Nha. Hai ông này ông mạnh lắm. Sức mạnh của đồng tiền nó làm cho con người dễ thay đổi cái quan điểm chính trị. Thiệt mà. Bây giờ không tin chỗ tiền cho Nguyên coi. Trời ơi, Nguyên 1-2 tỷ nữa coi. Đó. Ví dụ là mình nói gì nữa là đồng tiền nó thay đổi con người ta các quý vị nha. Nên là không có Mỹ đừng có đổi thừa cho người ta. Cái nào thì mình phải nói cho nó đúng. Nó quay xe lại với Nga, hay là kêu là Nam Phi quay xe lại với Nga, là bởi vì sức mạnh của đồng tiền mà thôi. Sức mạnh của đồng tiền. Đồng tiền là một sức mạnh nó rất là mềm, tấm giấy thôi các quý vị. Nhưng mà trời ơi, cái tấm giấy này nó thay đổi đủ thứ trên thế giới này cả. Chiến tranh cũng bởi vì nó, quyền lực cũng bởi vì nó, phụ nữ cũng bởi vì nó, cái gì cũng là nó hết. Đó. Nên chỉ cần ai nắm tiền được thì người đó nắm quyền trên thế giới này. Đó là bản tin mà bữa nay thì báo chí của Nga họ cáo buộc rất là nhiều, khi người Nga người ta không hiểu tại sao tổng thống vĩ đại của họ không thể đến Nam Phi được. Đó làm cho họ cảm nhận được là tổng thống của họ bây giờ là mất đi cái sự quyền lực, và thế giới Putin đang hạn hẹp càng ngày càng nhiều.
Đó là bản tin cũng khá là hấp dẫn. Một bản tin nó tào lao bí đao, hai cọng gao, một cọng gao muống. Đó là Putin mới vừa ký xác lệnh tại đất nước Nga không được quyền chuyển giới tính. Thì các quý vị cũng biết là cỡ này á, giới tính á, nó hơi bị lộn xộn. Em bên này chúng ta cỡ này khó phân biệt lắm. Nhiều khi nhìn thấy giống nam nhưng không phải nam, nhìn thấy giống nữ nhưng không phải nữ. Nên là cái giới tính cỡ này nó hơi lạ. Và có những cái tin đồn nó như vậy nè. Chắc là các quý vị còn nghe phanh phui, đặc biệt là mấy bác ở Mỹ. Còn nghe có những cái tin đồn nữa là thế giới ngày hôm nay đang thống trị bởi những người có cái giới tính lạ kỳ. Đó, lạ kỳ chắc người ta khó nghe, giới tính thứ ba đi. Đó, còn có cái tin đồn đó nữa. Vì hiện bây giờ cái phong trào mà vấn đề giới tính đó, phong trào vấn đề giới tính đó, cỡ này nó hơi lộn xộn một chút xíu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Bây giờ với cái đảng cánh tả đang nắm quyền, đường lối của Tổng thống Joe Biden, thì ông ta ủng hộ tối đa vấn đề mà thay đổi giới tính. Thì bên Mỹ á, thì đang thúc đẩy cái quá trình thay đổi giới tính khá sớm. Có nghĩa là trẻ con vẫn có thể có quyết định là thay đổi giới tính từ lúc nhỏ. Từ lúc trẻ. Nhưng bên Nga là tuyệt đối cấm. Bây giờ là Putin ký xác lệnh không. Lý do tại sao? Việt Nam là cái phong trào giới tính thì Việt Nam cỡ này cũng cởi mở lắm rồi. Đầy hết. Nhưng mà tại sao Nga lại cực đoan như vậy? Khi đất nước Nga không phải là một cái quốc gia nguyên nói là thiếu về phát triển về văn minh, nhưng lãnh vực về giới tính không thể chấp nhận được, Putin không chấp nhận được. Và có rất là nhiều người khó hiểu, vì dân số của Nga dân số khá đông, các vị biết dân số Nga không phải là dân số ít, khá đông dân số. Rồi giới tính cũng có nhiều người giới tính, nhưng hiện bây giờ họ đang bị, có thể nói là đang bị sự kỳ thị ở tại trong đất nước họ. Tại sao vậy? Tại sao nước nào cũng đồng ý mà tại sao Putin thì không? Có bác quý vị là chúc Nguyên vui vẻ, Nguyên cũng lúc nào chúc cho các quý vị vui vẻ. Tại sao các quý vị? Tại sao Putin thì không, các cô chú và anh chị em? Tại sao ổng không cởi mở? Phải chăng là bởi vì tôn giáo? Hay là bởi vì cái quan điểm nào đó? Không, theo nhìn, cái nhìn của Nguyên là không. Không phải bởi vấn đề đó các quý vị. Cái vấn đề là ổng sợ nhầm lớn. Ổng mê gái mà. Ổng hay ăn tạp, ổng sợ nhầm lẫn. Đó, cái lý do Nguyên nghĩ là như vậy thôi. Các vị biết là ở tại Nga là mỗi lần một cái buổi họp như vậy, mỗi lần đi đó đi đây thì thế nào nó cũng có một cái buổi đón tiếp bằng những mỹ nhân. Đó, ổng sợ lộn hàng các vị. Ổng sợ lộn hàng. Nguyên nói đùa cho vui. Cô chú anh chị em, nhưng mà không biết lý do tại sao mà ổng cấm mình bệnh. Đối với Nguyên thì không có gì phải cấm. Cái giới tính người ta, người thích giới tính nào là chuyện của người ta, đó là quyền quyết định. Người ta là con người mà, người ta có quyền chọn cái giới tính người ta thích. Không có lý do gì mà cấm người ta và không cho người ta phẫu thuật, không cho người ta như thế này, không cho người ta thế kia. Thì cái điều đó với Nguyên là cái điều đó nó không, nó mất đi cái sự tự do của con người. Vì con người ta, chúng ta có quyền quyết định những gì thuộc về của mình, cơ thể của mình. Đó, đó là cái vấn đề đó Nguyên không có đồng ý với ông Putin. Mà Nguyên cũng không biết lý do tại sao ổng phản bác. Thì Nguyên nói cho nó vui là bởi vì ổng sợ nhầm lẫn. Ổng sợ Ladyboy. Khi lúc đó Ladyboy ở tại Thái Lan thì nó đang phát triển một cách rất là thuận lợi. Các vị cũng biết rồi đó. Bữa nay thông tin chúng ta hơi tào lao chút xíu. Chúng ta có nhiều tin tào lao bữa nay lắm. Bữa nay chúng ta có nhiều tin tào lao lắm, nên các quý vị chịu đựng đi. Lâu lâu chương trình chúng ta, bữa nay thế giới nó có tin tào lao nhiều hơn những tin bình thường một chút. Cô chú anh chị em, bữa nay tin tào lao nó nhiều, chúng ta có những cái nụ cười cho nó vui. Đó là báo tin liên quan đến Nga ngày hôm nay, Nga với Ukraine. Những sự việc trên chiến trường nó vẫn tiếp diễn. Tình hình giao tranh ở khu vực Donbass, Liman rất là khốc liệt. Vấn đề đó nó chưa ngã ngủ. Thí dụ có nhiều người đưa tin là nhiều tờ báo của phía bên Ukraine cũng có đưa tin là tiêu hủy được 3 chiếc xe tăng đời mới của Nga, T-90 v.v. Mấy cái điều đó Nguyên không quan trọng. Đối với Nguyên cái quan trọng là chừng nào Ukraine thắng được, hiện bây giờ vẫn còn giao tranh thì để họ cứ tiếp tục giao tranh đi. Chừng nào chúng ta có cái kết quả cụ thể thì chúng ta hãy bắt đầu chia sẻ.
Và bây giờ Trung Nguyên chuyển sang qua bản tin của Mỹ. Ngày hôm nay bản tin của Mỹ cũng nhiều bản tin tào lao bí đao lắm, mà báo nào cũng được. Đó là cái chết lạ kỳ, hay là mình kêu là cái chết của một đầu bếp, của cựu tổng thống Mỹ thôi, Barack Obama. Chết ở trong cái hồ bơi. Mà báo chí từ báo Việt Nam, báo Mỹ, báo nào cũng đưa hết. Mà Nguyên không biết tại sao nó lại như vậy. Tại sao có một cái sự việc nó rất là lạ kỳ trên thế gian này, ngày nào mà không có những người tử vong. Chết vì lý do này hay chết vì lý do kia, vì tai nạn, vì bệnh, đủ thứ chuyện. Vì chiến tranh, vì xung đột, đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày hết. Nhưng báo chí ngày hôm nay, đặc biệt là báo Việt Nam cũng đưa rất là nhiều. Nguyên thấy tất cả tờ báo, tất cả những đài của Việt Nam đều lên rất là sớm cái bản tin này. Thì chắc là trong cái bản tin này nó có một cái gì đó. Hiện bây giờ phía bên Mỹ cũng đang điều tra là tại sao cái anh này anh chết. Anh kia có 40 mấy tuổi, anh đang bơi, có nghĩa là sức khỏe anh đang khỏe. Là tại sao anh chết đuối ở trên hồ bơi. Thì đây là một cái câu hỏi mà người ta còn đang thắc mắc. Hay là cái chết của anh này còn có một cái bí ẩn nào đó với gia đình của cựu tổng thống Barack Obama. Có gì hay không thì chúng ta không biết. Nhưng đây là một bản tin mà Nguyên thấy nó hơi lạ các quý vị. Nó hơi lạ và được người ta trình bày khá nhiều. Không, cái chuyện đó thì cái chuyện đó mình không biết. Anh này ảnh phải thực tại là khó chết đuối một người biết bơi trong hồ bơi, không thể chết đuối được. Dù có bị giật bẻ đi nữa, cũng khó thể nào chết đuối một người biết bơi, vì cái hồ bơi nó cũng không xa lắm. Bơi vào trong cặp mé nó cũng gần. Nên cái điều đó cũng hơi hay là tim bị ngừng đập, vấn đề gì đó thì chúng ta chưa rõ. Nhưng hiện bây giờ thì báo chí nó lại đưa ra những cái bản tin về vấn đề này khá là nhiều, cô chú và anh chị em. Khá là nhiều. Và cái điều đó là cái điều Nguyên cũng đang vô cùng thắc mắc. Vì tại sao cái vấn đề mà có một người tử vong, tại sao phải cần đưa ra làm một cái chuyện vô cùng quan trọng. Có chăng là trong cái vấn đề này còn một cái âm mưu nào đó, hay là có một sự kiện nào đó giữa gia đình Barack Obama với cái anh này, mâu thuẫn nào đó, hay đây không phải là một cái sự tai nạn mà là một ám sát, cũng chưa biết rõ. Thì trong những ngày kế tiếp thì Nguyên nghĩ sẽ có những câu trả lời cho chúng ta rõ hơn. Nhưng Nguyên thấy lạ kỳ là nhiều báo chí của Mỹ đã đăng. Đó là bản tin nho nhỏ mà Nguyên đi qua cho nó lẹ. Bản tin thứ hai mà Nguyên mới thấy cho các quý vị là Twitter. Nói Twitter thì chúng ta sẽ nhớ ngay lập tức ông tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất của thế giới. Cái điều mà cô chú anh chị em cũng biết là ổng không thích cái logo con chim xanh nữa. Ổng không chơi chim nữa. Chim xanh không thích nữa. Con chim non trên cành tre hát liếu lon, không thích nữa. Ổng không chơi con chim xanh nữa, nên ổng đã quyết định đổi cái logo. Không chơi chim nữa, và ổng chơi chữ X. Nên là sắp sửa tới đây thì cái logo con chim xanh rất là quen thuộc mà các quý vị thường sử dụng trên Twitter nó sẽ biến mất và nó thay đổi chữ X đó, nó hay là X đó. Thì cái điều này nó cũng là một cái điều lạ, vì chúng ta đã quá quen thuộc với cái logo Twitter con chim xanh. Nó đã làm cho chúng ta cũng khá là ấn tượng, và đó là một cái thói quen đã nhiều năm rồi. Bây giờ bỗng nhiên ông thay đổi 360 độ và ông còn nói là sẽ thay đổi hoàn toàn luôn cái concept, có nghĩa là cách hoạt động của Twitter. Nó sẽ ưu tiên hơn cho vấn đề video, nói chuyện vân vân và vân vân. Nguyên không biết là ông ta đang đi một cái xu hướng gì. Thì đây cũng là một cái sự việc mà hàng triệu, hàng tỷ người sẽ bị ảnh hưởng. Vì nó là một sự thay đổi cái gì mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Thì mấy năm nay thì Nguyên không có sử dụng mạng xã hội. Và Nguyên cũng có ý định quay trở lại mạng xã hội để mà đối tác cùng cô chú và anh chị em. Chỉ điều là mấy năm nay thì sau cái vấn đề mà Facebook của Twitter với cái bầu cử vừa qua đó làm cho Nguyên rất là bất mãn. Rồi từ lúc đó Nguyên không sử dụng mạng xã hội luôn. Có nghĩa là mấy năm rồi. Mấy năm nay là Nguyên không có ló đầu lên trên mạng xã hội mà ngắm nhìn em nào hết. Đã mấy năm là Nguyên không có ló đầu trên mạng xã hội. Nên là Nguyên cũng ý định là sẽ quay trở lại trên mạng xã hội. Nhưng mà bữa nay thì đọc cái bản tin liên quan đến Twitter thì thấy cũng là lạ ha cô chú anh chị em ha. Không thích chơi con chim xanh nữa, thích X thôi. Một chữ thôi nghe, chứ không phải là ba chữ à. Ba chữ là có nghĩa khác à.
người ta cái logo của người ta có một chữ X thôi, các quý vị đừng có thêm mắm thêm muối vào nha. Rồi nghe đâu thằng Nguyên nó nói bây giờ là cái logo của cái hãng của Twitter là XXX là chết Nguyên. Người ta có một chữ thôi, một chữ thôi, một chữ nó có cái nghĩa khác và nhiều chữ nó có cái nghĩa khác. Các cô chú và anh chị em, làm ơn hãy giúp đỡ Nguyên, đừng có thêm mắm thêm muối, và thông tin của chúng ta nó sai lệch với một sự thật. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em nhiều. Đó là một bản tin nho nhỏ cũng liên quan đến sự việc nho nhỏ mà ở tại Mỹ. Một bản tin dành cho tất cả cô chú anh chị em, các bạn mến thương, yêu mến cựu tổng thống Donald Trump. Thì hiện bây giờ cái kịch bản của Mỹ đang định có một cái ý định táo bạo, mà có thể nó là đây có thể là cái bầu cử tại Mỹ nó hoàn toàn thay đổi hết. Các vị cũng biết là ngày xưa đó ở Mỹ á, là người ta sẽ chú tâm về vấn đề bầu cử qua với cái khuôn mặt thân quen ở trong đảng trước. Rồi họ sẽ đại diện hai người trong đảng, người làm tổng thống, phó tổng thống ra để mà tranh cử với một cái đảng đối lập, đảng Dân Chủ hay đảng nào đó. Nhưng bây giờ thì họ có ý định khác. Bây giờ thì họ có ý định khác. Họ thấy cái sự việc này nó thiếu sự công bằng. Và họ ý định là không có bận tâm đến vấn đề bỏ phiếu trong nội bộ đảng nữa. Đấy, cái này thì đang bắt đầu ở trong một cái giai đoạn tranh cãi. Tất nhiên là có thể là cái bầu cử này chưa thể thực thi được, nhưng cái bầu cử kế tiếp có thể. Hiện bây giờ họ đang ý định là bỏ qua cái giai đoạn là bỏ phiếu trong đảng. Họ đang ý định là bỏ qua cái ý định bỏ phiếu trong đảng, các quý vị. Nhưng mà đây là chỉ là cái ý định thôi, còn có thực thi được hay không còn là một cái chuyện khác. Chỉ có là một cái ý định. Nói chung chung thì một bản tin vui cho cựu tổng thống Donald Trump, thì những cái khảo sát gần đây cho biết thì về vấn đề mà kêu là thăm dò dư luận đó, thì cái vấn đề mà ủng hộ đó, cựu tổng thống Donald Trump vẫn dẫn đầu trước tổng thống Joe Biden rất là xa. Bỏ Joe rất là xa, chạy đua đi xa hơn Joe rất là nhiều. Đây là những thăm dò gần nhất qua nhiều thăm dò khác nhau, tổng cộng lại vẫn là cựu tổng thống Donald Trump dẫn đầu trước Joe Biden. Nhưng không có nghĩa là thăm dò là cái kết quả sẽ thắng, vì chúng ta đã nhìn qua cái bầu cử vừa qua, các quý vị cũng biết năm 2020 chúng ta đã thấy qua cái bầu cử vừa qua là chúng ta đã biết rồi. Không phải là thăm dò là thắng đâu nha. Chỉ điều là cái kết quả mới biết được. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì những thăm dò gần đây, dù cho là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, người ta tổng quát hết thì vẫn thấy cựu tổng thống Donald Trump dẫn đầu rất là xa trước tổng thống Joe Biden. Đây là tin cũng tin vui. Chạy bộ thì tất nhiên là Joe với Trump là chạy bộ rồi, ai thắng mình biết rồi. Tổng thống Joe bây giờ là chạy chỉ có chạy chạy kiểu như nè, slow motion đó đó, thì làm sao mà tổng thống Trump không thắng nổi. Nếu mà chúng ta thi trên mà kia là cái marathon thì tất nhiên là cựu tổng thống Donald Trump thắng rồi. Nhưng trong dọc đường chạy bộ đó, nó có bị gào cản, nó có bị cạm bẫy, nó có hố hay không là một chuyện khác nhé. Nếu mà kêu mà con đường bằng phẳng mà không có một gào cản nào hết, không bị gào cản của pháp lý, không bị gài bẫy, không bị gì đó, thì tất nhiên cựu tổng thống Donald Trump sẽ chạy về đích một cách dễ dàng. Nhưng mà cuộc đua chính trị nó không phải cuộc đua marathon, nó là cuộc đua cạm bẫy, về được đích hay không còn là một chuyện khác nữa. Cái chuyện đó là các quý vị phải học cái kinh nghiệm năm 2020 chứ. Nguyên học rất là nhiều cái bầu cử năm 2020 các quý vị, rất rất là nhiều. Vì từ lúc đó là Nguyên mới biết là cái cuộc đua chính trị nó không phải là cuộc đua thể thao. Cuộc đua thể thao là có ông trọng tài bắn cái bùm, ai chạy trước thì người đó thắng cuối cùng. Nhưng cuộc đua chính trị nó không phải là như vậy. Nó chông gai lắm. Mỗi một cái bước đi của nó sẽ gặp 1.000 cái cạm bẫy. Chỉ cần xê xích một cái là rớt vào một cái hố là cuộc thi kết thúc. Nên là vấn đề trong cái cuộc đua chính trị thì nó phức tạp hơn khá nhiều. Đó là bản tin nho nhỏ của Mỹ ngày hôm nay Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ thì Trung Yên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị một bản tin liên quan đến Trung Quốc mà cũng khá là quan trọng, vì chúng ta đều biết là chúng ta bận tâm khá là nhiều về tình hình của Trung Quốc, đặc biệt là tình hình của Biển Đông. Đó là thời sự của Trung Quốc thì đúng ra là đúng là thường xuyên là Nguyên đưa nhiều lắm. Cỡ này là Nguyên bận tâm cho Ukraine với Nga nhiều, nên là Nguyên không có làm việc nhiều về báo chí của Trung Quốc.
Chứ ngày xưa là Nguyên đưa Trung Quốc mỗi ngày. À, ngày xưa là Nguyên làm, Nguyên đối tác với người Trung Quốc, Nguyên làm việc dưới báo chí của Trung Quốc, Nguyên theo dõi báo chí của Trung Quốc rất là thường. Cỡ này thì làm biến. À, cảm ơn cô chú anh chị em các bạn mến thương mới vừa hỗ trợ cho chương trình. Cỡ này thì Nguyên không có theo dõi nhiều vì Nguyên bận tâm về vấn đề cuộc chiến tranh Ukraine nhiều hơn. Thì ngày hôm nay có một bản tin cũng khá là quan trọng ở tại Trung Quốc, đó là vấn đề của ông Tần Cương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã bị cắt chức và thay thế trở lại ông Vương Nghị. Ngày xưa ông Vương Nghị là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau cái nhiệm kỳ mà cỡ ông Tập Cận Bình thì ông ta mới bổ nhiệm ông Tần Cương thay thế vị trí của ông Vương Nghị. Mà không biết lý do nào thì ông Tần Cương trong một thời gian cả mấy tháng ông ta đã vắng mặt. Và người ta nêu ra là bởi vì sức khỏe, có phải chăng là như vậy? Và bây giờ là chính thức họp đảng ở tại Trung Quốc cắt chức ông Tần Cương và bổ nhiệm lại ông Vương Nghị để thay thế vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì theo những cái nguồn tin mà chưa được xác thực cho biết, đây nó có liên quan đến sự nội bộ cấu xé lẫn nhau trong cái bộ máy chính trị. Và ông Tần Cương không đạt được mục tiêu vì những gì mà Tập Cận Bình đã quy định cho ông ta để thuyết phục Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Nên sự yếu kém về ngoại giao của ông Tần Cương đã dẫn đến sự bất mãn của ông Tập Cận Bình và ông Tập Cận Bình cắt chức. Tất nhiên, đây là bản tin chưa được xác thực. Sự thật hư như thế nào thì chúng ta không nằm trong cái bộ máy chính trị của Trung Quốc, chúng ta không nắm rõ. Nhưng về vấn đề cắt chức là thật. Bản tin cắt chức là thật. Chính thức được cắt chức. Trong tương lai ông Tần Cương sẽ như thế nào thì các quý vị cũng biết là ở tại những cái quốc gia mà độc tài đó, những quan chức lỗi thời là dục vật.